Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Thì hôm nay mình rất vui tiếp tục chia sẻ những từ và câu nói thực dụng cho các bạn. Bây giờ sắp đến Tết rồi, nhiều việc phải làm phải không nào các bạn? Mỗi người mỗi việc. Thì ai cũng hy vọng là một năm mới sẽ mang đến may mắn và tiền tài phải không nào? Thì thông thường đó, thần tài đó thì thích những cái nơi sạch sẽ ha, những cái nơi dơ bẩn á thì ổng không có thích tới ha. Thì cho nên là chúng ta có những cái cuộc tổng vệ sinh. Thì thường vào những ngày cuối năm chúng ta hay dọn dẹp nhà cửa, thì tổng vệ sinh người ta gọi là tài sâu trời. Tài sâu trời có nghĩa là tổng vệ sinh. Thì sâu trời, sâu trời là vệ sinh hay là dọn dẹp hay là sự dọn dẹp. Tài là đại là lớn, cái sự dọn dẹp lớn thì người ta gọi là tổng vệ sinh. Cùng nhau đọc lại: tài sâu trời, tài sâu trời, tổng vệ sinh. Thì thông thường á, người Quảng Đông hay là người Hồng Kông nói riêng á, thì người ta thường hay nói là niền già ba sải lạt thạt. Niền già ba sải lạt thạt có nghĩa là gì? Thì niền già ba có nghĩa là ngày 28 Tết. Thì già ba là 28, niền già ba là 28 Tết. Sải lạt thạt thì sải là rửa, lạt thạt là dơ bẩn. Sải lạt thạt, sải lạt thạt có nghĩa là rửa những cái dơ bẩn. Hay nói một cách khác là tổng vệ sinh ha. Cái gì dơ bẩn cũng phải rửa hết thì là tổng vệ sinh. Chúng ta cùng nhau đọc lại: niền già ba sải lạt thạt, niền già ba sải lạt thạt. Thì tại làm sao mà người ta thường hay lựa cái ngày 28 Tết là cái ngày tổng vệ sinh? Thì bởi vì đó 28 là già ba, 28 là già ba ha các bạn. Dì sập ba, người ta còn gọi là già ba. Già ba là 28. Trong cái bài Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông số 2 và số 3 mình có chia sẻ cụ thể cho các bạn á. Thì già ba là 28. Thì cái âm của nó các bạn, nó giống giống như là dì phạt ha. Già ba nó giống giống như là dì phạt. Thì người ta thích phạt ha các bạn. Phạt là phạt tài. Phát tài là phát tròi hay là phát tạt là phát đạt. Gì là dễ, dùng gì là dễ dàng. Gì phát là dễ phát. Cho nên người ta muốn lấy cái điềm hên, điềm may mắn, gọi là hữu di thầu. Rồi bây giờ làm vệ sinh, cả quầy sắn. Thì quầy sắn là vệ sinh. Cũng có rất là nhiều cách nói ha các bạn. Quầy sắn là vệ sinh, cảo là làm. Cùng nhau đọc lại: cảo quầy sắn, cảo quầy sắn, làm vệ sinh. Người ta hỏi mình đang làm gì đó, ly chuột cạnh mắt dẻ a. Cảo quầy sắn, cảo quầy sắn, làm vệ sinh. Chúng ta có thể nói chầu chính khịt. Chầu chính khịt thì chầu là làm, chính khịt là vệ sinh hay là dọn dẹp. Chầu chính khịt là làm vệ sinh hay là làm dọn dẹp đều được. Thì chầu với lại là cảo giống nhau. Chầu đồng nghĩa với lại cảo có nghĩa là làm. Ví dụ như người ta nói ly chù cảnh mắt dẻ a, bạn đang làm gì đó. Hỏi một cách khác, ly cảo cảnh mắt dẻ a, bạn đang làm gì đó đều được. Thì mình chỉ nói cho các bạn có khái niệm. Rồi, chấp út khỉ. Chấp út khỉ có nghĩa là dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì chấp là dọn dẹp, út khỉ là nhà hay là nhà cửa. Cùng nhau đọc lại: chấp út khỉ, chấp út khỉ, dọn dẹp nhà cửa. Ra bây giờ dọn dẹp nhà cửa để làm gì? Chuẩn bị dình chuẩn, chuẩn bị dình chuẩn. Thì chuẩn bị là chuẩn bị, giống giống ha các bạn. Chuẩn bị là chuẩn bị, dình chuẩn có nghĩa là đón xuân. Chuẩn là xuân, dình chuẩn đón xuân. Rồi, một trần hay là mặt trần là lao bụi. Thì thông thường cái chữ màu xanh thì các bạn sẽ
đọc là một, nhưng mà khi người ta nói thì người ta nói là mạt, cho nên một trần hay là mạt trần đều được, đều có nghĩa là lau bụi. Rồi, còn lau gì nữa? Lau sàn nhà. Làm tổng vệ sinh thì có rất là nhiều cái để lau ha các bạn. Có những nơi mà chúng ta không có lau tới, bây giờ cũng phải lau. Bởi vì tổng vệ sinh mà không phải những cái công việc vệ sinh hàng ngày ha. Vệ sinh thông thường chỉ lau bàn, lau ghế, rửa chén này nọ thôi, lau bếp, đơn giản thôi. Còn tổng vệ sinh thì chúng ta sẽ lau những cái nơi mà ngày thường chúng ta ít lau. Rồi bây giờ, một tỳ hà hay là mạt tỳ hà, lau sàn nhà. Một hay là mạt đều được, có nghĩa là lau. Thông thường thì người ta nói là mạt. Mạt là lau, mạt cái này, mạt cái kia, lau cái này, lau cái kia. Mạt ní dợn, mạt cỏ dợn, lau cái này, lau cái kia. Tỳ hà là cái sàn nhà ha, tỳ hà là ở dưới đất á. Một tỳ hà hay là mạt tỳ hà đều có nghĩa là lau sàn nhà. Rồi bây giờ mạt thiến phá. Mạt thiến phá hay là một thiến phá là lau trần nhà, bởi vì thiến phá là trần nhà. Một thiến phá lau trần nhà, mạt thiến phá lau trần nhà. Rồi bây giờ còn gì nữa? Còn lau bếp. Mạt chữa xịt lầu. Thì mạt hay là một có nghĩa là lau. Chữa xịt lầu, chữa xịt lầu có nghĩa là cái bếp. Cái bếp nấu á, người ta gọi là chữa xịt lầu. Cùng nhau đọc lại. Mạt chữa xịt lầu. Một chữa xịt lầu có nghĩa là lau bếp. Rồi bây giờ còn lau gì nữa? Lau kiến. Kiến rọi mặt, người ta gọi là keng. Mạt keng. Mạt keng là lau kiến. Mạt keng là lau kiến. Bởi vì mạt là lau, keng là kiến, mạt keng là lau kiến. Rồi bây giờ còn lau gì nữa? Cũng lau kiến. Bó lý. Bó lý người ta gọi là kiến. Mạt bó lý là lau kiến. Mạt bó lý là lau kiến. Hay là một bó lý, mạt bó lý, một bó lý đều được, có nghĩa là lau kiến. Rồi bây giờ lau gì nữa? Lau. Lau tivi là một tiền xì. Một tiền xì là lau tivi. Bởi vì tivi là tiền xì. Tiền xì là tivi hay là truyền hình. Cùng nhau đọc lại. Mạt tiền xì. Mạt tiền xì có nghĩa là lau tivi. Thì khi mà lau tivi thì các bạn nhớ đó là dắt nước cho khô ha, chứ không có được mà nhiễu nước. Nhiễu nước lau tivi là coi như xong. Cái khăn ướt nhiễu nước thì không nên lau tivi, tuyệt đối không nên lau tivi. Ăn lau là coi như là mua cái mới luôn, khỏi lau á. Rồi tiếp tục, còn lau gì nữa? Bây giờ lau cho nó bóng, người ta gọi là mạt linh. Mạt linh hay là một linh. Một đó là khi mà nói trong cái chữ viết, văn viết á, thì người ta đọc là một, nhưng mà nói người ta nói là mạt. Và cũng đừng hỏi mình tại sao. Thì mạt, mạt linh có nghĩa là chuỗi bóng. Linh có nghĩa là xỉm linh linh ha, là bóng loáng ha, chớp lấp lánh, xỉm linh linh. Thì linh nó có nghĩa là bóng, là chớp. Mạt linh có nghĩa là chuỗi bóng. Chuỗi bóng gì? Bú là nồi. Một linh co bú. Một linh co bú có nghĩa là chuỗi bóng cái nồi. Thì lượng từ của cái nồi là co ha các bạn. Cùng nhau đọc lại. Mạt linh co bú. Mạt linh co bú hay là một linh co bú đều có nghĩa là chuỗi bóng cái nồi. Rồi bây giờ chuỗi bóng cái gì nữa? Chuỗi bóng cái chảo. Thì chảo là quọt. Lượng từ của nó là chạc. Chạc quọt là cái chảo. Mạt linh chạc quọt. Mạt linh là chuỗi bóng. Mạt linh chạc quọt có nghĩa là chuỗi bóng cái chảo. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Mạt linh chạc quọt. Mạt linh chạc quọt hay là một linh chạc quọt.
Madeline Jacquard hay là Madeline Jacquard đều có nghĩa là chuỗi bóng cái chảo. Rồi bây giờ xuân mới, cái Tết mà chuẩn bị cái gì cũng mới để đón xuân, thì thổi tăng là bàn ghế, dầu là sơn, sánh là mới, dầu sánh thổi tăng, dầu sánh là sơn mới ha. Chúng ta sơn mới cái gì đó là dầu sánh, dầu sánh thổi tăng là sơn mới bàn ghế. Cùng nhau đọc lại, dầu sánh thổi tăng, sơn mới bàn ghế. Rồi bây giờ còn sơn mới gì nữa? Sơn mới nhà cửa, dầu sánh út khỉ. Dầu sánh út khỉ, út khỉ là nhà hay là nhà cửa đó ha. Dầu sánh là sơn mới. Cùng nhau đọc lại, dầu sánh út khỉ, dầu sánh út khỉ, sơn mới nhà cửa. Rồi bây giờ còn sơn mới gì nữa? Sơn mới cái cửa, dầu sánh mồn trớn. Thì cửa, mồn là cửa cái các bạn, trớn là cửa sổ, mồn trớn nói chung là cửa phải không, là mồn là cửa cái, mồn là cửa cái, trớn là cửa sổ. Dầu sánh là sơn mới. Chúng ta cùng nhau đọc lại, dầu sánh mồn trớn. Dầu sánh mồn trớn có nghĩa là sơn mới cửa. Còn nếu như mà chúng ta không sơn mới thì chúng ta lau ha, cái nó còn mới thì chúng ta chỉ cần lau thôi, lau cho nó sạch bụi bặm thì thần tài nó mới tới phải không nè. Hồi xưa mà ở dưới quê đó, mình thích tới Tết đó ha, lau nhà lau cửa nè, giặt dọn quần áo mùng mền cả sớm á hả. Mấy người con gái á ra ngồi bờ sông chờ nước lớn, hẹn nhau giặt đồ vui lắm. Rồi bây giờ những cái phong cảnh đó thì không còn nữa ha các bạn. Cái con sông thì nó cũng đã lấp đầy để mà xây nhà. Nếu cần sơn mới thì dầu sánh sơn mới, còn không cần thì chỉ cần một chành. Một chành là lau bụi là ok ha các bạn. Rồi bây giờ có nhiều cái dọn dẹp lắm nè. Bây giờ phải dọn gì? Dọn phòng khách thì chắp hạt tháng. Chắp hạt tháng là phòng khách, dọn dẹp phòng khách. Hạt tháng là phòng khách, chắp hạt tháng là dọn dẹp phòng khách. Thì khi các bạn mà đi sang ở Hồng Kông mà ở khách sạn á, thì khi mà người ta dọn dẹp phòng của các bạn á, thì người ta dọn dẹp phòng cho mình là người ta nói chắp phỏng ha các bạn. Chắp phỏng là dọn dẹp phòng ha. Bây giờ chắp hạt tháng là dọn dẹp phòng khách. Rồi bây giờ dọn dẹp phòng ngủ là chắp sùi phỏng. Bởi vì sùi phỏng là phòng ngủ. Cùng nhau đọc lại, chắp sùi phỏng. Chắp sùi phỏng là dọn dẹp phòng ngủ. Rồi bây giờ dọn dẹp nhà bếp là chắp chùi phỏng. Có chùi, có xì giấm hả các bạn? Chúng ta không đọc chùi, không đọc tùa, không đọc thừa, không đọc chùa, mà là chùa. Chùa phỏng là nhà bếp. Cùng nhau đọc lại, chắp chùa phỏng. Chắp chùa phỏng, dọn dẹp nhà bếp. Thì dọn dẹp nhà bếp hơi cực các bạn, bởi vì nó có những cái dầu mỡ ha. Nó chí lập lập à, chí lập lập, rít chịch rít chằng ha. Con gái mình nó nói chí lập lập, rít chịch rít chằng. Rồi bây giờ dọn dẹp nhà tắm. Dọn dẹp nhà tắm á là chắp dục sách, bởi vì dục sách là nhà tắm. Cùng nhau đọc lại, chắp dục sách. Chắp dục sách là dọn dẹp nhà tắm. Rồi ai còn dọn dẹp gì nữa? Dọn dẹp phòng ăn thì phòng ăn là phản tháng. Phản tháng là phòng ăn ha. Cái phòng ăn cơm người ta gọi là phản tháng. Chắp phản tháng, dọn dẹp phòng ăn. Rồi bây giờ lau, còn lau gì nữa nè? Chúng ta còn lau chùi bàn thờ ha. Thì bàn thờ tiếng Quảng Đông, người Hồng Kông người ta gọi là sành thổi. Sành thổi là bàn thờ. Một hay là mạt. Một hay là mạt. Thông thường người ta nói là mạt. Còn khi mà đọc trong văn viết là một. Cho nên một mạt đều có nghĩa là lau, lau chùi đều được. Cùng nhau đọc lại,
một sành thỏi hay là mạt sành thỏi, lau chùi bàn thờ. Rồi, bây giờ lau chùi bàn thờ, chúng ta cần lau chùi lư hương ha. Bây giờ đánh bóng, mà đánh bóng lên cho nó đẹp ha các bạn. Thì tả linh là đánh bóng, hớn lù là lư hương. Cùng nhau đọc lại: tả linh hớn lù, tả linh hớn lù, có nghĩa là đánh bóng lư hương. Thì các bạn lưu ý, chúng ta đọc là hớn, hớn chứ không có đọc là hán ha các bạn. Hán là nhẹ ha, hán trọng là nặng nhẹ. Còn hớn có nghĩa là cái hương thơm, người ta gọi là hớn, hớn mì ha. Hớn mì là hương thơm, là mùi thơm. Hớn là hương, hớn hả là quê hương ha. Mình nhắc lại cho các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: tả linh hớn lù, tả linh hớn lù có nghĩa là đánh bóng lư hương. Rồi có những cái bàn ghế cần đánh bóng thì chúng ta đánh bóng: thổi tăng là bàn ghế, thổi là bàn, tăng là ghế, thổi tăng là bàn ghế. Tả linh là đánh bóng, tả linh là đánh bóng. Cùng nhau đọc lại: tả linh thổi tăng, tả linh thổi tăng, đánh bóng bàn ghế. Rồi bây giờ tới Tết á, cái gì cũng phải làm tổng vệ sinh ha các bạn. Tài xô chổi, tài xô chổi, tài xô chổi có nghĩa là tổng vệ sinh. Thì giặt mùng, sảy mánh trơn, sảy mánh trơn là giặt mùng. Thì ở những nơi mà có muỗi thì chúng ta cần phải có mánh trơn, cần có cái mùng ha các bạn. Thì ở hồi xưa đó, mình ở dưới quê đó, ở quê nội thì có cái mánh trơn là mùng, sảy mánh trơn là giặt mùng. Khi mà tới Tết á, là mùng là nhất định phải giặt ha các bạn. Bởi vì mùng chúng ta không có giặt hàng ngày, mùng á, là lâu lâu mới giặt lần ha. Rồi giặt mùng, sảy mánh trơn. Rồi còn giặt mền, phị, phị là mền, sảy là giặt. Cùng nhau đọc lại: sảy phị, sảy phị là giặt mền. Sảy còn có nghĩa là rửa ha các bạn. Mình nhắc lại cho các bạn ha: sảy có nghĩa là giặt, sảy còn có nghĩa là rửa. Sảy phị là giặt mền. Rồi còn giặt ra giường: sảy tròn tán, tròn là giường ha. Tròn tán là ra giường, sảy là giặt. Cùng nhau đọc lại: sảy tròn tán. Tròn cũng có sự giám không đọc sòn, không đọc tòn, không đọc thòn và không đọc tròn, mà là tròn, tròn. Tròn tán là ra giường, giặt ra giường là sảy tròn tán. Rồi bây giờ còn giặt gì nữa? Giặt áo gói. Giặt áo gói, giặt là sảy, áo gói là chẩm thầu thu. Thu, chẩm thầu thu là áo gói. Cùng nhau đọc lại: sảy chẩm thầu thu, sảy chẩm thầu thu, giặt áo gói. Rồi còn giặt áo gói ôm, thì gói ôm người ta gọi là lãm chẩm. Lãm chẩm là gói ôm. Bây giờ áo gói ôm là lãm chẩm thu. Lãm chẩm thu là áo gói ôm. Cùng nhau đọc lại: sảy lãm chẩm thu, sảy lãm chẩm thu, giặt áo gói ôm. Thì mình ở Hồng Kông mình cũng có mua cái gói ôm ha, để dành ôm gói ôm. Con gái mình cũng có một cái gói ôm. Lãm chẩm là gói ôm. Rồi bây giờ còn giặt gì nữa? Có mền là phị. Bây giờ bao mền là phị thu. Phị thu là bao mền. Cùng nhau đọc lại: sảy phị thu, sảy phị thu là giặt bao mền. Thì hồi xưa các bạn ha, hẹn nhau mấy người con gái ấy, hẹn nhau nước lớn lên, hẹn nhau người thao đem ra giặt. Không biết hồi xưa ngồi tâm sự nói chuyện gì nữa không biết, nhưng mà cũng cảm thấy vui. Bây giờ chỉ có cái cảm giác là còn thấy vui vui, chứ không biết là khi giặt quần áo, giặt mùng mờ như vậy thì chúng ta trò chuyện cái gì thì không nhớ nữa, hết nhớ nổi rồi. Rồi bây giờ còn rửa gì nữa? Rửa bồn tắm,
sảy dục con. Sảy dục con là rửa bồn tắm. Dục con là bồn tắm. Sảy dục con là rửa bồn tắm. Thì khi mà cái bồn tắm á, chúng ta có bị nổi mốc á các bạn, cái chấp biến ở bên đó có cái nổi mốc á, thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta dùng cái phiêu bạc sỏi. Cái chúng ta lấy cái tấm giấy thấm phiêu bạc sỏi á, thấm cái nước tẩy á, thì chúng ta để lên trên những cái chỗ mà có nổi mốc mà màu đen á. Nổi mốc mà màu đen á, thì chúng ta để lên á, vài tiếng đồng hồ là nó sẽ trắng trở lại. Cho nên chúng ta không cần phải là làm mới á, làm mới rất là cực khổ á các bạn. Chúng ta phải cạy mấy cái cáo lên, mà cạo mấy cái biến cái mũ á, cái diện mũ đó lên, xong rồi chúng ta mới làm mới được. Thì rất là tài, rất là tài công trình ha. Thì chúng ta chỉ cần lấy cái giấy chúng ta đắp lên mấy cái chỗ mà nổi mú, xong rồi vài tiếng đồng hồ sau là nó trắng như mới luôn. Rồi cùng nhau đọc lại: sảy dục con. Sảy dục con là rửa bồn tắm. Rồi bây giờ rửa bồn cầu. Bồn cầu là người ta gọi là chi sỏ. Có chi cũng có xì giấm ha. Chi sỏ. Chi sỏ là bồn cầu. Cùng nhau đọc lại: sảy chi sỏ. Sảy chi sỏ là rửa bồn cầu. Thì chi sỏ là bồn cầu. À, nó còn có cái tên khác là tài hậu chảy. Khi mà các bạn nghe người Hồng Kông người ta nói tài hậu chảy, sảy tài hậu chảy, là người ta biết, là các bạn phải hiểu là người ta nói rửa bồn cầu ha. Sảy chi sỏ, rửa bồn cầu. Bây giờ người ta không nói sảy chi sỏ mà người ta nói sảy tài hậu chảy, thì các bạn cũng hiểu là ý người ta nói là rửa bồn cầu, sảy tài hậu chảy. Rồi bây giờ sảy sẩu phùn, rửa bồn rửa tay ha. Bồn rửa tay cũng cần phải rửa, cũng cần phải lau chùi cho nó sạch sẽ. Thì sảy sẩu phùn là cái bồn rửa tay. Sảy là rửa. Cùng nhau đọc lại: sảy sẩu phùn. Sảy sẩu phùn, rửa bồn rửa tay. Rồi bây giờ có nhiều cái làm vệ sinh được không nè, thì rất là vất vả phải không? Cho nên người ta nói sánh phủ sai vất vả rồi. Cùng nhau đọc lại: sánh phủ sai thì sánh phủ là vất vả. Sánh phủ sai có nghĩa là vất vả rồi. Chúng ta thấy ai đó làm cái gì đó vất vả rồi, sánh phủ sai. Hay là chúng ta nói sánh phủ sai lị, bạn vất vả rồi. Hay là sánh phủ sai tài cá, bởi vì tài cá là mọi người hay là các bạn. Sánh phủ sai là vất vả rồi. Chúng ta cùng nhau đọc lại: sánh phủ sai tài cá, mọi người vất vả rồi. Hay là chúng ta nói mẹ vất vả rồi, mà má sánh phủ sai. Hay là sánh phủ sai, mà má sánh phủ sai là vất vả rồi, mà má là mẹ. Sánh phủ sai mà má, mẹ vất vả rồi. Rồi bây giờ tương tự chúng ta nói ba vất vả rồi thì sẽ là sánh phủ sai bà bá, bởi vì bà bá là ba. Sánh phủ sai là vất vả rồi. Sánh phủ sai bà bá. Sánh phủ sai bà bá. Ba vất vả rồi. Hay là bà bá sánh phủ sai. Sánh phủ sai bà bá hay là bà bá sánh phủ sai đều được. Đều có nghĩa là ba vất vả rồi. Thì cái câu sánh phủ sai chúng ta cần học thuộc ha các bạn. Khi thấy ai đó làm việc vất vả ha, thì chúng ta có thể nói là sánh phủ sai, vất vả rồi. Rồi chúng ta nghe ai đó nói sánh phủ sai, chúng ta muốn đáp lại là không vất vả, sánh phủ. Thông thường người ta đáp lại vậy các bạn. Thí dụ như ai đó nói với mình sánh phủ sai lị,
bạn vất vả rồi. Chúng ta đáp lại, sánh phủ không vất vả, bởi vì sánh phủ là vất vả, là không. Cùng nhau đọc lại, sánh phủ không vất vả. Rồi thì phong tục của người Quảng Đông, Hồng Kông nói riêng á các bạn, thì người ta có dùng cái lá bưởi để mà trong cái công việc tổng vệ sinh đó ha, người ta sẽ xua đuổi đi những cái gì đó không may mắn. Thì dùng cái lúc dẫu diệp, lúc dẫu là bưởi, diệp là lá, lúc dẫu diệp là lá bưởi, lúc dẫu diệp là lá bưởi. Thì cái lá bưởi này các bạn mình cũng hay mua về đó để mà nấu nước tắm ha. Bởi vì sao? Bởi vì phong tục là người ta thường hay nói là những cái gì hên phải không nè, xua đi những cái không may mắn. Thì mình cũng có mua cái lúc dẫu diệp về để làm gì? Để nấu nước tắm. Thì dùng lúc dẫu diệp bú sổi trúng lần, dùng lúc dẫu diệp bú sổi trúng lần. Thì dùng là dùng, lúc dẫu diệp là lá bưởi, bú sổi, sổi là nước, bú sổi là nấu nước, trúng lần là tắm, bú sổi trúng lần nấu nước tắm, bú sổi trúng lần nấu nước tắm. Cùng nhau đọc lại, dùng lúc dẫu diệp bú sổi trúng lần, dùng lúc dẫu diệp bú sổi trúng lần, có nghĩa là dùng lá bưởi nấu nước tắm, hay nói một cách khác là tắm bằng nước lá bưởi. Thì cái gì cũng vậy ha các bạn, di thầu là cái điềm hên ha, hữu di thầu là cái điềm hên, điềm may mắn, thì ai cũng muốn ha các bạn. Cho nên là chỉ cần hữu di thầu là chúng ta có thể hơi thử hạ cái cảm giác, bởi vì đây là cái cảm giác về tâm linh ha các bạn. Chúng ta làm một cái gì đó, ví dụ như chúng ta tắm nước lá bưởi, ở nhà mình ai cũng tắm nước lá bưởi, đêm 30 Tết trước giao thừa, bắt đầu nấu một nồi nước lá bưởi, mỗi người tắm thì lấy cái cà múc lên, đổ từ trên đầu xuống dưới chân luôn là cũng như xua đi hết những cái gì đó không hên, không may mắn ha. Ý nghĩa là như thế, tâm linh thôi ha các bạn. Chúng ta có một cái tinh thần ha, có một cái tinh thần vui vẻ, thoải mái. Ý nghĩa là như thế. Rồi, thì chúng ta chuẩn bị tất cả, nào là mua bánh mứt, mua quần áo mới, dọn dẹp nhà cửa ha, hay là chuẩn bị những cái câu chúc Tết. Thì tiễn cũ rước mới. Chúng ta sẽ tiễn những cái cũ đi và rước những cái mới về. Xung cầu dừng sánh, xung cầu dừng sánh, xung là tiễn, cầu là cũ, dừng là rước, sánh là mới. Cùng nhau đọc lại, xung cầu dừng sánh, xung cầu dừng sánh, có nghĩa là tiễn cũ rước mới, hay nói rước phước đón xuân, dừng chốn chi phúc, dừng chốn chi phúc, có nghĩa là xuân là mùa xuân hang, dừng chốn, dành chốn có nghĩa là đón xuân, đón mùa xuân. Chiếp phúc là chiếp là rước là đón, phúc là phước. Cùng nhau đọc lại, dành chốn chiếp phúc, dành chốn chiếp phúc có nghĩa là rước phước đón xuân. Thì dì sập ba các bạn, dì sập ba là già ba ha, có hai cách đọc, đọc già ba hay là dì sập ba đều được, có nghĩa là 28, số 28, dì sập bạc hay là già bạc. Rồi thì người Hồng Kông á các bạn, người ta rất là thích số 8 ha. Số 8 nó có âm bạc, bạc nó có giống như là phạt, phạt là phát đạt, phát đạt là phát đạt. Nó có ý nghĩa là hữu di thầu, hữu di thầu là những cái điểm hên, điểm may mắn. Rồi. Chúng ta sau một năm làm việc vất vả, rồi,
chuẩn bị đón một năm mới thì chúng ta hy vọng mang đến may mắn và tiền tài ha. Thì hí mòn, tài lì, hữu hoành, hòa, trời phu. Hí mòn, tài lì, hữu hoành, hòa, trời phu. Thì hí mòn là hy vọng, tài lì là mang đến, hữu hoành là may mắn, hòa đồng nghĩa với lại là thùng. Hòa có nghĩa là và. Hòa dùng trong văn viết nhiều hơn, dùng trong cái văn chương nhiều hơn. Trời phu là tiền tài. À, chúng ta cùng nhau đọc lại. Hí mòn, tài lì hữu hoành, hòa trời phu. Hí mòn, tài lì hữu hoành, hòa trời phu. Có nghĩa là hy vọng mang đến may mắn và tiền tài. Thì thần tài các bạn có đặc điểm là rất là thích sạch sẽ ha các bạn. Những nơi sạch sẽ, vui vẻ thì thần tài mới tới ha các bạn. Cho nên là những người, những cái nơi sạch sẽ, những cái người vui vẻ thì thần tài sẽ không từ chối đâu các bạn. Thì thần tài người ta gọi là trời sành. Trời sành là thần tài. Trời là tài, sành là thần. Cùng nhau đọc lại. Trời sành là thần tài. Nói tới thần tài á, thì ai mà không thích hết các bạn. Thần tài là tượng trưng cho tiền bạc, phải không nè. Trời sành tu. Có cái bài hát á, trời sành tu là thần tài đến. Tu là đến. Trời sành tu là thần tài đến. Cái bài hát thần tài đến á, mình có chia sẻ rồi cho các bạn. Hát nó cũng vui á. Trời sành tu, hổ sống và hổ bù các bạn ha. Bữa nào tìm lại, giảng lại cho các bạn cùng hát ha. Rồi, cái thần tài á các bạn, rất là quan trọng ha. Thì khi mà ở trong cái câu của bài hát, thần tài đến nó có cái câu như thế này. Khội thảy hỷ lị, lị dậu trình thù. À, mình rất là thích cái câu này. Khội thảy hỷ lị, lị dậu trình thù. Có nghĩa là khội có nghĩa là bạn ấy, ông ấy, chú ấy, bác ấy, người ấy. Thảy hỷ lị có nghĩa là coi trọng bạn, coi trọng một ai đó là thảy hỷ. Thảy hỷ lị có nghĩa là coi trọng bạn. Khội thảy hỷ lị có nghĩa là bạn ấy coi trọng bạn. Lị dậu trình thù. Lị dậu trình thù. Thì lị là bạn, dậu là có. Trình thù có nghĩa là gì các bạn? Trình thù có nghĩa là một cái tương lai ha. Trình thù nó có nghĩa là một cái triển vọng ha. Lị dậu trình thù có nghĩa là bạn có tương lai. Cùng nhau đọc lại. Khôi thảy hỷ lị, lị dậu trình thù. Khôi thảy hỷ lị, lị dậu trình thù có nghĩa là bạn ấy coi trọng bạn, bạn có tương lai. Thì cái câu này thì rất là hay khi mà chúng ta đi làm ha. Những người ship mà người ta đã coi trọng bạn thì coi như là bạn có tương lai ha, bạn có triển vọng. Khôi thảy hỷ lị, lị dậu trình thù. Bạn ấy coi trọng bạn, bạn có tương lai. Người ấy coi trọng bạn, bạn có tương lai. Khôi thảy hỷ lị, lị dậu trình thù. Khôi thảy hỷ lị, lị dậu trình thù có nghĩa là bạn ấy coi trọng bạn, bạn có tương lai. Thì thần tài ha, coi trọng chúng ta là coi như chúng ta có tương lai tươi sáng luôn, tương lai rực rỡ luôn ha các bạn. Khơi thấy hy lì lì vào trình thầu, trời sần tâu, trời sần tâu. Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những cái từ vựng hồi nãy giờ cho quen. Tài xô trời, tài xô trời, tổng vệ sinh. Nên già bạc, xảy là thật. Nên già bạc, xảy là thật. Ngày 28 Tết, tổng vệ sinh. Già bạc, già bạc, 28. Dì phát, dì phát, dễ phát. Hữu di thầu, hữu di thầu, điềm hên. Hữu di thầu, điềm lành. Hữu di thầu, điềm may mắn. Cảo quầy sắn.
cả quầy sắn, làm vệ sinh. Chủ chính kịt làm vệ sinh hay là làm dọn dẹp. Chủ chính kịt. Chấp ốc khỉ dọn dẹp nhà cửa. Chuẩn bị dình chuẩn, chuẩn bị đón xuân. Mạt trần, lao bụi. Khi mà người ta nói là mạt, mà khi người ta đọc là một. Bởi vì cái chữ màu xanh này nó dùng cho văn nói và văn viết luôn. Mình chỉ nói cho các bạn có khái niệm, cho nên chúng ta nói một hay là mạt đều được. Mà thông thường người ta nói mạt nhiều hơn. Mạt trần, lao bụi. Mạt tỳ hà, lao sàn nhà. Mạt thiến phá, lao trần nhà. Mạt chữa xịt lầu, lao bếp. Mạt can, lao kiến. Mạt bó lý, lao kiến. Mạt tiền xì, lao tivi. Mạt linh co bố, chùi bóng cái nồi. Mạt linh che quọt, chùi bóng cái chảo. Dầu sánh thổi tăng, sơn mới bàn ghế. Dầu sánh ốc khỉ, sơn mới nhà cửa. Dầu sánh mùn trớn, sơn mới cửa. Chắp hạt thén, dọn dẹp phòng khách. Chắp sồi phỏng, dọn dẹp phòng ngủ. Chắp chừa phỏng, dọn dẹp nhà bếp. Chắp dục sách, dọn dẹp nhà tắm. Chắp phàn thén, dọn dẹp phòng ăn. Mạt sành thổi, lau chùi bàn thờ. Tả linh hướng lù, đánh bóng lư hương. Tả linh thổi tăng, đánh bóng bàn ghế. Sảy mánh trơn, giặt mồng. Sảy phị, giặt mền. Sảy tròn tán, giặt ra giường. Sảy chẩm thầu thu, giặt áo gói. Sảy lãm chẩm thu, giặt áo gói ôm. Sảy phị thu, giặt bao mền. Sảy dục con, rửa bồn tắm. Sảy chi sỏ, rửa bồn cầu. Sảy tài hảo chảy, rửa bồn cầu. Sảy sẩu phùn, rửa bồn rửa tay. Sánh phủ sai, vất vả rồi. Sánh phủ sai lị, bạn vất vả rồi. Sánh phủ sai tài cá, mọi người vất vả rồi. Sánh phủ sai mà má, mẹ vất vả rồi. Sánh phủ sai bà bá, ba vất vả rồi. Sánh phủ, không vất vả. Lúc
dẫu dịp. Lúc dẫu dịp, lá bưởi. Dùng lúc dẫu dịp, bú sổi trúng làng. Dùng lúc dẫu dịp, bú sổi trúng làng. Tắm bằng nước lá bưởi hay là dùng lá bưởi nấu nước tắm. Dùng lúc dẫu dịp, bú sổi trúng làng. Xung cầu dình sánh, xung cầu dình sánh, tiễn cũ rước mới. Dình chấn chi phúc, dình chấn chi phúc, rước phước đón xuân. Già bạc đồng nghĩa với lại dì sập bạc là số 28. Già bạc, dì sập bạc, số 28. Phát tạt, phát tạt, phát đạt. Hí mòn, tài lì, hữu hoành, hò, tròi phu. Hí mòn, tài lì, hữu hoành, hò, tròi phu. Hy vọng mang đến may mắn và tiền tài. Tròi sành, tròi sành, thần tài. Tròi sành tu, tròi sành tu, thần tài đến. Khỏi thảy hỷ lị, lị dậu trình thù. Khỏi thảy hỷ lị, lị dậu trình thù. Bạn ấy coi trọng bạn, bạn có tương lai. Thì cái bài chia sẻ hôm nay cũng khá là dài ha các bạn. Bạn nào mà nghe tới đây là coi như là bạn giỏi lắm luôn đó. Thì mình tặng cho các bạn mỗi người một like ha, để cổ vũ cho các bạn. Thì thật ra các bạn học tiếng Quảng Đông hay là học một cái ngôn ngữ mới á, không phải là ai cũng có một cái thiên phận ha. Thiên phận là thiên phận, một cái thiên phận để mà học hỏi. Thì có những người á, tiếp thu nhanh, có những người thì tiếp thu chậm. Cho nên á, là mình cũng không có cách nào để mà giúp các bạn được hết. Cái gì cũng vậy, giúp chính mình là tốt nhất ha các bạn. Người ta chia sẻ cho mình như thế đó, thì mình học hết thì mình giỏi, còn nếu như mà mình học không hết thì mình chỉ thấy những cái câu nào thích mình ghi lại, lấy cái giấy viết ra ghi lại. Cái ngày hôm nay tôi học được cái câu này, thần tài, choi san, khôi thấy hỷ lị, lị dạo trình thù. Khôi thấy hỷ lị, lị dạo trình thù, ghi lại. Cái gì ghi lại được là cái gì đó của mình ha các bạn. Còn ghi lại mà các bạn cũng không ghi lại thì các bạn sẽ rất là mau quên. Ghi lại chưa chắc nhớ, mà không ghi lại thì càng không nhớ. Cho nên là các bạn phải dùng một cái tâm để mà học hỏi, thì mình nghĩ là nhất định các bạn sẽ học được ha. Các bạn tin tưởng một điều, cái gì mà các bạn dùng tâm để làm, dùng cái tấm lòng, dùng cái tâm để làm thì nhất định các bạn sẽ làm được ha. Thì bây giờ mình xin dừng ở đây và luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhiều niềm vui trong tham khảo tiếng Quảng Đông. Trân trọng và hẹn gặp lại nhau ở những kỳ chia sẻ tiếp theo của mình. Chào tạm biệt, chào kiên các bạn. Bye bye.